Vâng, kính thưa tất cả các quý đồng nghiệp, chúng tôi xin được bắt đầu cái phiên 4 kỳ tại hội trường Hà Nội về đề học. Và chúng tôi xin chào đón thạc sĩ Lê Đình Phương, đồng chủ quản của phiên này. Hôm nay chúng ta sẽ có tất cả là 5 báo cáo và 5 báo cáo trong phiên này. Mỗi báo cáo được quy định của ban tổ chức là 5 phút. Và những đề tài rất là hay liên quan đến vấn đề rất là thường, đặc biệt là liên quan đến bệnh lý. Ta có rất nhiều những tiếp cận mới trong điều trị cũng như là trong vấn đề về chế độ, đó là